Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về một cái máy tính Dell HP, máy tính HP nha anh em. Đấy thì con này thì siêu đẹp. Siêu đẹp luôn anh em ha. Rồi mã của nó là HP. G3. Đấy. Máy này siêu đẹp luôn nha anh em. Rồi, đây em Tùng gửi đến anh em xem cả bàn phím luôn. Rồi, bàn phím đây thì tuyệt vời. Rồi, tiếp đến màn hình ha anh em ha. Màn hình thì tuyệt vời luôn, thiệt đẹp luôn. Ok, Tùng sẽ khởi động cho anh em xem cái máy tính ha. Đây, lên. Con này quá đẹp luôn nha anh em. Và nó là ok lên rồi. Cái này Win Pro gửi anh em xem cái thông số. Thông số đây anh em, nó là HP 840G3 i5 6300U, CPU là 2.5 và RAM nó là 8 GB. Đây. Và Tùng cài cho anh em hết luôn tất cả các cổng ăn chơi vào hết nha anh em. Rồi, máy này cổng có hai ổ cứng này. Một ổ cứng nè, ổ cứng SSD 5 GB và một ổ cứng cũng SSD 256. Tùng sẽ gửi đến anh em xem ha. SSD chạy rất là nhanh nha anh em. Đây, nó có hai ổ cứng này. Một ổ, hai ổ. Rồi. Và giá của em này là 6 triệu 600 ngàn. Giá này không bao gồm phí ship nha anh em. Và cũng không có bớt cho anh em nữa. Rồi, cảm ơn anh em. Mình cài đầy đủ Zalo rồi Unikey, Word, Office đầy đủ cho anh em. Mình test cho anh em xem cái này Tùng mới thay pin luôn. Thay pin mới luôn. Thành ra khi mà một viên pin mới này anh em có thể xài đến là 5 tiếng mấy luôn, 5 tiếng rưỡi luôn. Đây anh em. Pin này, pin anh em xài tới 5 tiếng rưỡi luôn. Thành ra là mới thay pin luôn. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của em. Thì giá của nó là 6 triệu 600 ngàn. Em này. Em Tùng sẽ lướt web nha. Phòng pin. Đấy. Chạy khá là nhanh luôn.
Dạ vâng, em Tùng cho anh em thì hôm nay em Tùng lên cho anh em xem một cái combo từ Mỹ về của Hàn Quốc 12V, và đặc biệt nó là không chổi than GXL12V220B22. Thì cái combo kịch này từ Mỹ về nó là hai pin 2A và một sạc, thì cái giá của nó cũng rất là ok và vừa phải nha anh em. Còn so với hãng Bosch ở đây thì trong cái web của em Tùng, em Tùng có kết nối với cái sản phẩm anh em. Đây, ví dụ như anh em muốn mua ở trên Shopee thì anh em vào Shopee này, anh em bấm mua này. Có cái sản phẩm này luôn. Đây, bấm trực tiếp thì ra sản phẩm này luôn. Và anh em muốn mua ở trên Lazada thì mua hàng sản phẩm tại Lazada thì nó sẽ ra được cái sản phẩm này luôn. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962232180 để sở hữu cái máy giá 6,6 triệu, nó 2 ổ cứng RAM 8GB và i5.